Thank you, Carolyn. Dạ vâng. Sau đây thì Tô Uyên xin được kể đến quý vị cuộc nói chuyện rất là vui nhộn của chúng tôi với hai tên tuổi trẻ đang lên, đó là nữ diễn viên trẻ người Hoa Kỳ. Năm nay cô chỉ có 19 tuổi, Liana Liberado, được biết đến qua những cuốn phim như là Trust mà cô bé đóng chung với Clive Owen, Erased, Aaron Eckhart và mấy tháng trước là phim If I Stay. Và nam tài tử người Úc Châu đang lên, thưa quý vị. Mấy tháng trước là anh đã xuất hiện chung với Pierce Brosnan cho phim The November Man, đó là Luke Bracey. Chúng tôi đã có cái vinh dự ngồi xuống để mà phỏng vấn hai bạn trẻ này cho cuốn phim mới nhất của họ, The Best of Me, viết dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nicholas Sparks. The Best of Me kể về câu chuyện giữa nhân vật Dawson và Amanda, là hai người một thời là tình nhân lúc còn học trung học, đã gặp lại sau 20 năm xa cách, lúc cả hai trở về thành phố quê nhà để dự một cái đám tang của một người bạn thân của họ. Cuốn phim The Best of Me được đạo diễn bởi Michael Hoffman với phần tham gia diễn xuất của Michelle Monaghan, James Marsden, Luke Bracey và Liana Liberato. Đây là cuộc nói chuyện của chúng tôi với Luke and Liana. Luke Bracey là một nam diễn viên người Úc, nổi tiếng cho vai diễn Trey Palmer trong Home and Away. Anh cũng xuất hiện trong bộ phim Monte Carlo của năm 2010 và thủ vai Aaron trong phim Dance Academy. Anh cũng diễn xuất trong phim The November Man với Pierce Brosnan của năm 2014. Liana được biết đến cho phần diễn xuất trong phim Trust của năm 2010 mà cô đã đóng chung với Clive Owen. Cô góp mặt trong bộ phim niềm tin tôn giáo của đài Fox nhan đề The Last Sin Eater và xuất hiện trong mùa thứ tư của loạt phim truyền hình House trong tập phim It's a Wonderful Life. So it seems like you two clearly had great chemistry, but on a rough edge, the audience, they loved it. Last night we went to see the screening and I'm like, wow. Can you share with our viewers what it was like to audition for the role and then get a chance to work with each other? Auditions are always pretty nerve-wracking. Yeah, there's always a nervousness to but it. But seems really comfortable on screen, so. Well, we had a lot of time to work on that. Yeah. I'm glad it looked effortless. I'm glad it looked effortless. You do all that work so that, yeah, it kind of does. But no, there is a little nerve-wracking, you know, auditions. You know, you go and you put yourself out there and, you know, to a certain degree, you're trying not to think about getting the movie, but also it's always in the back of your head. And, yeah. You know, you're doing scenes that take place in like a plantation like that, but you're doing it in a tiny little boxed room. With a filing cabinet in the corner and four people looking at you. Oh, really? It's a bit strange, yeah. All right, so you're on a roof and you climb out a window and go. Imagine it was raining, so I mean, had to be romantic. We were doing chemistry reads together for that rain scene, and we were just sitting in two chairs like this. Do you want this? Do you want me? That doesn't sound romantic at all. It's a bit strange. The Best of Me kể về câu chuyện giữa Dawson và Amanda, hai người một thời là tình nhân lúc còn học trung học, đã gặp lại nhau sau 20 năm xa cách, lúc cả hai trở về thành phố quê nhà để dự đám tang của một người bạn thân. Sự tái hợp buồn vui lẫn lộn này nhóm lại ngọn lửa của cuộc tình mà họ không bao giờ quên được. Nhưng họ sớm phát hiện ra các áp lực mà đã khiến họ chia tay 20 năm trước vẫn còn đó. So now, I just saw you in the November Man a month ago and then interview Mr. Pierce Brosnan. But I guess you were busy. And I was thinking from that role, the assassin in the November Man, to this character, it must be very different. It's one of the... I feel very privileged that I got to do that. It's one of the things as an actor that is kind of the best bit. You get to explore and inhabit these completely different worlds all the time, and it's something that I really enjoy about movies. They're very intense for these, you know, 4 or 5 months, however long it is to film and prepare, and then they're gone and you're onto something different. And, you know, you always learn something from
from every movie you do, and you know, as much as it's a completely different movie, I learned so much on November Man and from Pierce that I could take it to this, and I learned so much from this that I'm now taking it to the movie I'm currently doing. And yeah, So as you can see, I just feel really lucky that I get to make all these different kinds of movies, because personally, I like watching all different kinds of movies. There's no one type of movie that I love or you know, only watch. So yeah, I just feel lucky that I get to kind of go from genre to genre. Well, same with you, because I've talked to you a couple years ago when you did Trust with Clive Owen. And so seeing you from that into this film, very, very interesting, very different. But I understand that you were determined to get the role of Amanda. What is it about this character that you really want to play? I've never really had the opportunity to play a character like her before. She's just so lovable, and she's just this bright light, and she doesn't allow herself really to be a victim. Mm-hmm. And I really liked that about her, and I personally, I didn't know if I even had the ability to play that, and I wanted but to. But you did a great job, though. Thank you. Just wanted to see if I could, and I always try to do things that scare me, and this was certainly one of them. Well, the scene when you climb up that. Oh, yes. I thought that was kind of scary. That was a green screen. Yeah. Oh, really? I didn't know. I'm like, well, yeah, you guys wasn't real. Apparently, you guys didn't afraid of height, because I would be if I had to go all the way up there. We had to do a pickup. That's funny. Oh, come on. Luke, what's up? No, it's just funny because I'm glad you thought it was real, because we're standing there and it's. We're standing right there at one standing, point. Yeah. On the green screen. Of yeah, that yeah. Plantation. We're standing in front of this. Yeah. Yeah. Squirrel like walking by, yeah, and we're like pretending to be on a. It's always funny when you're up there and they're like, okay, so Luke, it's a beautiful sunset, and it's just green, and you're like, and this pink X is the sunset, and it's gorgeous, and it's off look over at the bayou. Stars. Look at the stars, and you're like, okay. It's really strange. Good to know. Well, that's the magic of movie, right? That's movie magic. Oh, I guess. But that was the only green screen in the movie. Everything else, yeah, everything is else was real. On real. Location, and it is that beautiful. And obviously, that was the only one we did. Couldn't put actors 60 feet in the air and. Yeah, you know, it was a little survive. Hard to get a camera all that way up in the air. But Especially with me, I mean, the locations on this movie are absolutely beautiful. Tuck's Cottage, your house behind us. It's a gorgeous, gorgeous movie to look at. Great job, guys! Thank you so much, and thank good luck. You. Thank you very much. Thank you, Luke and Liana. Vào thứ năm này thì Tô Uyên sẽ gửi đến cho quý vị cuộc nói chuyện của chúng tôi rất là dễ thương với nam tài tử James Marsden và nữ tài tử Michelle Moynihan về The Best of Me. Thưa quý vị, Luke và Liana đóng vai là lúc hai nhân vật này còn trẻ, là thời trung học. Rồi 20 năm sau khi mà cặp tình nhân này họ gặp lại thì được đóng bởi James Marsden và Michelle Moynihan. That's it. Đến đây thì Tô Uyên xin trân trọng kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.